Kính thưa quý vị và các bạn, khi mà chương trình ngày hôm nay mới phát sóng thì chúng tôi có nói lần đầu tiên gặp lại Hương Quỳnh sau một thời gian. Và Quỳnh có nói một câu là dạo này nhìn Nguyên Bảo có vẻ gầy đi, và đây là điều tôi khiến bất ngờ bởi vì không có đồng nghiệp nào ở kênh VTC9 nói với tôi điều đấy cả. Thế nhưng mà những cái ngày Tết vừa rồi thì có lẽ là đúng là Nguyên Bảo có trải qua một cái vấn đề về sức khỏe nên không ăn uống được gì Quỳnh ạ. Có ai mà lại viêm họng đúng từ 28 Tết cho đến mùng 7 Tết không? Nghĩa là mình gần như không có nạp được cái gì vào người. Mà viêm họng thì sẽ khiến bị đau họng, và cái câu chuyện đau họng cũng sẽ khiến cho chúng ta khó ăn hơn, chưa kể đến là uống rất là nhiều những cái loại thuốc kháng sinh thì vấn đề tiêu hóa cũng gặp câu chuyện, đúng không ạ? Đấy là thương cho Kim Nguyên Bảo là như thế. Và vì sao mà Quỳnh nói là Bảo gầy đi? Bởi vì là cảm giác như là sau Tết thì chị em phụ nữ lại có xu hướng là bị tăng cân. Và Hương Quỳnh cũng đã bị gia đình nhắc nhở rất nhiều trong những ngày vừa qua liên quan đến câu chuyện là con phải đi tập thể dục đi, con phải ăn kiêng đi, nếu như mà không thì trông con đã bị béo quá rồi. Và cái vấn đề về cân nặng là một cái vấn đề mà không chỉ riêng với chị em phụ nữ mà sẽ là cả đống mày râu nữa cũng sẽ quan tâm, đặc biệt là sau Tết khi mà chúng ta có rất là nhiều món ngon này, bánh chưng này, canh măng này, dối nem, và trong những cái ngày đó thì bánh kẹo cũng đều hề ở tất cả các gia đình, và mọi người thường sẽ bị mất đi cái thói quen ăn uống nghiêm ngặt, hay là những cái quá trình tập luyện cũng sẽ bị ngưng trệ và khiến cho nhiều người sẽ gặp phải tình trạng tăng cân sau dịp Tết. Và vì vậy cho nên là chúng ta thấy để nhanh chóng khắc phục và gọi là hậu quả của đợt Tết đó, thì nhiều người là không có đủ cái kiên trì để quay lại một cái lộ trình hay là một cái liệu trình phù hợp, mà lại muốn tìm những cái đi tắt đón đầu, những cái giải pháp thật nhanh để có thể trở lại với một cái vóc dáng trước Tết. Đặc biệt là với chị em phụ nữ, hiện nay với sự tiến bộ y học thì nhiều phương pháp thì cũng phải thừa nhận là đã ra đời và đã giúp đỡ được chị em làm sao mà nhanh nhất và an toàn có được hiệu quả. Trong đó có việc hút mỡ bụng để lấy lại vòng eo đáng mơ ước. Thế nhưng mà Nguyên Bảo được biết là đây không phải là một cái phương pháp mà lúc nào cũng đảm bảo an toàn, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng là như vậy. Thật ra thì hút mỡ bụng cũng được coi là một cái đại phẫu rồi, bởi vì cũng phải gây mê và cũng sẽ phải thực hiện rất là nhiều những cái công đoạn mà chúng ta cần đến cái vấn đề vô trùng. Tuy nhiên thì không phải là cơ sở nào cũng có thể thực hiện được hút mỡ bụng, nhưng mà trên thị trường có nhiều chị em đôi khi là vì ham rẻ hay là vì muốn tiết kiệm được tiền mà đã lựa chọn những cái cơ sở không đảm bảo được về vấn đề thực hiện những cái ca đại phẫu như vậy, và cũng đã có rất là nhiều trường hợp tử vong như chúng ta cũng đã ghi nhận trước đây. Và để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, khi mà chúng ta cần phải có những cái lưu ý trong câu chuyện lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ để thực hiện quá trình hút mỡ bụng, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với tiểu mục Cà phê đời sống của chúng tôi ngày hôm nay, và hãy cùng theo dõi những thông tin mà các chuyên gia đưa ra. Không cần vất vả ăn kiêng hay tập luyện mà vẫn có thể giảm lượng mỡ thừa, đó là những ưu điểm của phương pháp hút mỡ bụng. Cũng bởi vậy mà phương pháp này hiện được nhiều chị em lựa chọn. Tại khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện, số người quan tâm, lựa chọn sử dụng làm đẹp bằng cách này ngày càng có xu hướng tăng. Tuy nhiên thực tế, trước những thông tin về một số ca tai biến sau khi làm đẹp, khiến không ít người hoang mang, lo lắng. Tôi thấy cũng có rất là nhiều cái vụ mà bị làm xong bắt đầu là bị có đôi khi dẫn đến tử vong ấy, hoặc là để lại những cái biến chứng gì đấy, nên là tôi cảm thấy rất là lo sợ. Tất nhiên là tôi muốn tìm một cơ sở, đầu tiên là phải an toàn cho mình này, đấy, mà làm đẹp phải hiệu quả này, mà mang lại cái sức khỏe tốt cho mình là cái đầu tiêu chí đầu tiên, sau đó mới đến cái giá cả. Hút mỡ bụng để làm đẹp là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, làm đẹp nhưng vẫn phải đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Vì vậy, việc lựa chọn cơ sở phẫu thuật uy tín được cấp phép là một trong những yếu tố quan trọng cần mỗi chị em phải tỉnh táo, cân nhắc, lựa chọn. Lời đầu tiên là em xin phép cảm ơn anh vì đã nhận lời trò chuyện trong ngày hôm nay, và anh có thể giúp em gửi một vài lời chào đến khán giả nhé. Xin kính chào quý khán giả, chào MC Thanh Thảo. Rất vui có một trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì phương pháp hút mỡ bụng đang được rất nhiều người quan tâm, trong đó có cả nam giới và cả nữ giới. Vậy thì với sự tiến bộ của y học, phương pháp này được thực hiện như thế nào và hiệu quả là sao ạ? Đối với phương pháp hút mỡ bụng thì cũng đúng là cũng phát triển từ rất nhiều chục năm rồi. Tuy nhiên khoảng 5 năm gần đây thì áp dụng công nghệ vào thì đúng là một bước tiến trong cái hút mỡ bụng. Hút mỡ bụng thì bây giờ thì đấy là từ chung chung thôi, mà đấy là gọi là điêu khắc cơ thể thì đúng hơn. Chúng ta có thể hút vùng này, chúng ta bổ khuyết vùng kia. Thì đối với những cái công nghệ trên thị trường thì người ta có rất nhiều các cái công nghệ máy móc để mình áp dụng vào. Ví dụ như Vegetipo hoặc Micro-E hoặc là công nghệ bằng laser cũng có thể áp dụng để cho khách hàng có một cái thân hình tốt nhất.
Đối với những người mà thừa cân béo phì độ 2, độ 3 thì nếu chỉ hút đơn thuần thì hiệu quả thẩm mỹ chỉ mang tính chất vừa phải, vì chúng ta có thể giảm được mỡ nhưng mà để mà vào một cái hình thon gọn thì cũng rất là khó. Chúng ta phải kết hợp những phương pháp khác tạo hình thành bụng. Còn đối với những trường hợp mà sau khi bạn phụ nữ sinh một hai bé mà có cái thừa mỡ vừa phải ở vùng eo, vùng bụng trên, bụng dưới thì chúng ta hút mỡ thì rất hiệu quả cho khách hàng. Dạ vâng, với sự phát triển tiên tiến của y học hiện nay thì không biết là với phẫu thuật hút mỡ bụng có những công nghệ như thế nào để có thể đảm bảo an toàn cho khách hàng ạ? Bốn cái công nghệ như thế này thì khi đấy nó làm cho phẫu thuật viên người ta giảm được cái thời gian thực hiện cái phẫu thuật, và người ta sẽ làm đỡ mất cái sức. Ngày trước người ta sẽ làm cái phẫu thuật kinh điển hút mỡ là người ta đưa cái que vào, người ta sọc bằng tay, tức là người ta đưa bằng cái lực bằng tay giống như mình cứ xỉa xỉa và đem vào một cái tổ chức mỡ thì nó gây chảy máu, gây bầm dập đi rất là nhiều. Và hiện tại là những cái công nghệ mới thì cái giảm cái tỷ lệ chảy máu từ 70% chỉ còn xuống khoảng 20% thôi. Khi đấy thì sẽ hồi phục nhanh hơn cho rất nhiều cho khách hàng và ít cái tỷ lệ chảy máu, ít cái thể nệ bị tai biến nhiều hơn. Dạ vâng, hút mỡ bụng sẽ đạt hiệu quả nhất với những trường hợp như thế nào ạ? Hút mỡ bụng và đạt hiệu quả nhất thì đối với những hai nhóm khách hàng. Một là khách hàng giảm béo, tăng cân rất nhiều. Chúng ta hút, chúng ta bỏ đi có thể đến 5 đến 7 lít mỡ thì khách hàng có thể trông thấy ngay hiệu quả. Cái thứ hai nữa là những khách hàng có mức độ mỡ vừa phải mà người ta cần cái eo thon gọn hoặc là những cái đường rãnh ở trên vùng giống như mình sẽ tạo hình giống như hình thể của cái cơ thẳng bụng thì chúng ta có thể tạo ra cái hình thể như vậy thì khách hàng cảm thấy là sẽ rất hiệu quả cho khách hàng. Và ngược lại thì chống chỉ định áp dụng với những đối tượng như thế nào anh? Những cái đối tượng mà không hút mỡ thì việc đầu tiên là những cái người mà có bệnh lý yêu chảy máu, HIV, viêm gan B là chúng ta không nên hút mỡ. Cái thứ hai nữa là những người đái tháo đường. Bản thân đái tháo đường cũng là một cái bệnh rối loạn chuyển hóa và người ta gây ra cái hiện tượng tích mỡ. Đấy thì mình cũng không thể nào mình hút mỡ được. Và quan điểm cá nhân của tôi là những người quá béo, béo phì mà to khủng khiếp ra thì chúng ta cũng không nên dùng cái phương pháp đó, bởi vì như thế cũng không hiệu quả. Thế ngoài ra thì chúng ta phải tìm hiểu, khám và hiểu được rằng nguyên nhân người ta béo phì tại sao. Có những người ta béo phì do người ta dùng thuốc hoặc stress tâm lý, tức là người ta bị một cái bệnh tâm lý nào đó thì người ta cũng gây ra cái hiện tượng béo phì, thì khi đấy chúng ta hút mỡ thì chúng ta chỉ giải quyết cái ngọn thôi. Hoặc một số người ta đang dùng cả những cái thuốc để hỗ trợ để có thể có thai thì nó cũng sẽ tăng cái tích mỡ vào, thì khi đấy thì chúng ta cũng không nên hút mỡ trên những đối tượng như thế. Dạ vâng, quả thực là nghĩ tới một cái vòng hai săn chắc và gọn gàng thì chắc chắn là ai cũng sẽ thích. Tuy nhiên là rất nhiều người lo lắng những biến chứng có thể xảy ra khi thực hiện hút mỡ bụng. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về những điều này được không ạ? Thực tế và hút mỡ thì cái tai biến lại khá nhiều. Có lẽ là cái quyển sách về hút mỡ thì có một cái chương đặc thù, đấy là chương tai biến và biến chứng thì người ta lại xếp lên đầu tiên. Đó, thì chứng tỏ là cái đấy là cái phải rất lưu ý. Nhưng cái tai biến biến chứng thì gồm hay gặp đấy là gì? Có thể đơn giản nhất là nhiễm trùng. Đấy, chảy máu, chậm liền thương, thậm chí là cái tiết dịch, tăng tiết dịch, seroma đấy, hoặc là những trường hợp là nặng nề hơn nữa là tắc mạch mỡ, tức là cái mỡ khi mình hút ra người ta sẽ đi di chuyển vào mạch máu và nó gây tắc mạch và gây ảnh hưởng đến tính mạng. Hoặc một số nơi mà các bạn đã thấy là người ta bị tử vong do ngộ độc thuốc tê, đấy cũng là một cái vấn đề tai biến đối với khách hàng. Còn hoặc là những cái gọi là những cái biến chứng khác là lồi lõm hoặc là hoại tử da hoặc chậm liền thương hoặc là bất cân xứng thì cái đấy là cũng sẽ có thể xảy ra. Dạ vâng, bác sĩ vừa chia sẻ là hút mỡ bụng cũng được coi là một cuộc đại phẫu. Vậy có thể đảm bảo an toàn cho người bệnh thì các bác sĩ có những sự chuẩn bị như thế nào trước, trong và sau khi thực hiện ạ? Thực tế thì bạn cũng phải hiểu rằng hút mỡ là chỉ được làm ở trong bệnh viện, không được ở phòng khám, kể cả phòng khám thẩm mỹ. Đấy là điều đầu tiên chúng tôi cũng phải khẳng định với các bạn như thế. Mà chỉ ở bệnh viện có được cấp phép, có khoa tạo hình thẩm mỹ. Đó, thế còn khi mà chuẩn bị thì chúng ta phải chuẩn bị ngoài trang thiết bị, ngoài những cái khám sàng lọc tư vấn kỹ thì chúng ta phải chuẩn bị những cái hệ thống cấp cứu cho bệnh nhân khi người ta xảy ra tai biến. Đó là khi chúng ta tắc mạch mỡ thì chúng ta phải giải quyết vấn đề đấy như thế nào. Chúng ta bị ngộ độc thuốc tê thì chúng ta phải có đơn vị hồi sức, chúng ta phải can thiệp ngay lập tức, bởi vì cái thời gian đó nó sẽ diễn ra rất nhanh, có thể 5, 10, 15 phút là khi đấy đã ảnh hưởng đến tính mạng của khách hàng rồi. Sau phẫu thuật thì chúng ta phải có cái tư vấn hậu chăm sóc cho khách hàng.
thì ngoài 1-2 tuần đầu tiên là chúng ta phải chăm sóc vấn đề tiết dịch, chúng ta phải làm thế nào để cho khách hàng người ta không bị nhiễm trùng và bôi thuốc chống sẹo, cũng như là phải ghen bụng hoặc là ghen những cái vùng mà chúng ta hút mỡ. Một câu hỏi chắc chắn sẽ được rất là nhiều chị em quan tâm, đó là thời gian để mà thực hiện một cuộc hút mỡ bụng ra sao, và sau khi phẫu thuật bao lâu thì người bệnh có thể hồi phục hoàn toàn cũng như là tìm lại được cái vẻ đẹp của mình ạ? Hút mỡ thì để mà ổn định thì trong vòng khoảng 2 tuần là bắt đầu ổn định rồi. Nó vào form được khoảng 70% thì sau khoảng 1 tháng. Đấy, sau khoảng đến tháng thứ 2 bạn có thể tập tành thể dục nhẹ nhàng và nó ổn định thì phải ngoài 3 tháng. Thực tế thì hút mỡ bụng cũng là một phương pháp xâm lấn. Vậy sau khi thực hiện thì bệnh nhân có bị để lại sẹo hay không? Và bệnh nhân có những lưu ý gì để có thể giúp vết thương hồi phục nhanh nhất ạ? Hút mỡ thì bạn hình dung là chúng ta phải rạch những cái lỗ nhỏ, thông thường rơi vào khoảng 3mm ở những cái vị trí kín đáo chúng ta có thể giấu được. Ví dụ nếp cặp quần hay là vùng nách hoặc là vùng lưng, những cái chỗ mà chúng ta che được. Thế thì nói để lại sẹo không thì nó vẫn có sẹo. Đấy, có những người mà tăng sắc tố thì cái sẹo nó có thể thâm. Đấy, sau khoảng nửa năm, một năm thì đôi khi nó sẽ hết. Thế còn khi mà chúng ta chăm sóc thì cũng giống như những cái vết thương đơn thuần, chúng ta phải chăm sóc vết thương, sát trùng tại chỗ và thay băng hàng ngày để cho nó chống, hạn chế cái tiết dịch và nó sẽ chống cái nhiễm khuẩn từ bên ngoài vào. Sau khi tạo hình thành bụng thì bạn phải xác định là bạn phải có khoảng nửa tháng để tĩnh dưỡng. Thế là khi tại sao là thế, và bạn cắt một cái khoảng mỡ bạn vượt bạn bỏ đi, da mỡ thừa bạn bỏ đi thì vô hình chung bạn lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu da. Cái lực căng ở vị trí vết mép vết thương là căng nhất. Thì nếu mà bạn đi lại bình thường, bạn leo cầu thang quá nhiều, bạn khuân vác quá nhiều thì xu hướng vết thương nó chưa kịp liền thì nó sẽ toát ra. Bởi vì những cái chỉ khâu là nó chỉ mang tính chất neo giữ cơ học thôi, và cơ thể chúng ta phải có thời gian thích ứng để chúng ta tự liền thương. Thì có những trường hợp đã rất đáng tiếc xảy ra, đấy là chưa kịp liền thương thì các bạn đã đi lại quá nhiều và nó gây bục vết thương ra, hoặc nó kéo căng quá, bạn đang đi phải hơi kho một chút cho nó trùng, đúng bạn căng quá mức thì nó giống như cái mạch máu, nó giống như cái dây chun, bạn kéo căng thì cái đường kính của dây chun nó sẽ nhỏ lại, thì cái cấp máu chỗ đấy nó sẽ kém đi, nó kém đi thì khi đấy cái nuôi dưỡng mép vết thương nó sẽ kém và vết thương sẽ giãn và nó sẽ xấu hơn. Hút mỡ bụng cũng là một phương pháp giúp cho nhiều người nhanh chóng tìm lại vẻ đẹp hình thể của mình. Tuy nhiên là người bệnh cần có những lưu ý gì để có thể duy trì vẻ đẹp, diện mạo mới của mình một cách lâu dài ạ? Chúng ta lại phải quay lại đối với thói quen ăn uống và thói quen tập luyện thôi. Không có cách nào khác cả. Thì ngoài ra thì không có cái phương pháp nào. Bởi vì nếu mà chúng ta dung nạp vào một cái lượng vừa đủ hoặc thừa thãi mà chúng ta không luyện tập thì bạn hình dung là cái mỡ đó mình khi mình hút đi rồi, mình vứt đi rồi thì mỡ nó không sinh ra nữa, không sinh ra tế bào mỡ nữa, nhưng nó có thể to về kích thước. Đấy, cái kích thước tế bào mỡ nó to ra thì đấy là nó sẽ là bù vào cái thể tích còn lại. Bạn hình dung là ví dụ 1 triệu tế bào mỡ, chúng ta hút đi 500.000 tế bào mỡ thì nó chỉ còn lại 500.000 thôi. Nhưng nếu chúng ta duy trì cái mức năng lượng vừa phải thì 500.000 tế bào mỡ nó sẽ xẹp lại. Nhưng nếu mà bạn cung cấp năng lượng cho nó thì nó sẽ lại to. Ví dụ nói nó để dễ hiểu, có thể to bằng từ quả trứng cút thành ra quả trứng gà chẳng hạn. Với một tế bào mỡ nó to ví dụ thế. Thì để bạn hình dung là tại sao có những người ta vẫn mập lên thì là bản chất nó là như vậy. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong buổi ngày hôm nay.